Đúng 2 ngày tới, Ngọc Hoàng chỉ đích danh. 4 tuổi này, ăn đậm, trúng lớn, giàu bất thình lình sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 2 ngày cuối tuần, thứ Bảy, Chủ Nhật. Nó sẽ rơi vào ngày 22 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1. Và dương lịch thì rơi vào ngày mùng 2 tháng 3 đến ngày mùng 3 tháng 3 dương lịch năm 2024. Xin được chúc mừng tất cả những con giáp có tên dưới đây, bởi trong 2 ngày tới chính là cái ngày đặc biệt nhất trong năm dành cho các bạn. Khi vừa mở mắt thức giấc, các bạn sẽ cảm nhận được một cái nguồn năng lượng dồi dào, khiến cho tinh thần của các bạn được thoải mái. Vì thế, trong 2 ngày này, trong đầu các bạn sẽ xuất hiện những cái ý tưởng độc đáo, táo bạo. Nếu mà biết cách thực hiện hóa những cái ý tưởng này, thì các bạn sẽ đem về cho bản thân mình một khoản tiền không hề nhỏ. Nhiều bạn còn được quý nhân giúp đỡ, soi đường chỉ lối, nên sẽ nhanh chóng trở nên giàu có, bất thình lình sau một đêm. Bên cạnh đó, con đường tình duyên của các bạn trong 2 ngày tới đây cũng có thể là nói là gì, trải đầy hoa hồng. Nhiều bạn sẽ bỗng nhiên nhận được những món quà tặng hay là những tin nhắn tỏ tình từ những người khác giới. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong 2 ngày cuối tuần, ngày 22 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 thì đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần là một cái thời điểm khá là dễ thở với những người tuổi Mùi. Các bạn sẽ cảm thấy cái năng lượng tích cực và cái tinh thần lạc quan nó tăng vọt, làm việc gì cũng đạt được cái năng suất cao. Những cái căng thẳng và lo lắng trước giờ sẽ vơi đi phần nào. Công việc thuận lợi nhất là vào cái thời điểm này ấy. Nếu bản mệnh có những cái kế hoạch quan trọng thì nên chọn cái thời điểm này để mọi sự được diễn ra suôn sẻ và hanh thông. Bên cạnh đó, lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ là cái cơ hội để con giáp này tự tin thể hiện cái thế mạnh của bản thân. Các bạn có cơ hội bộc lộ chúng trong các cách giải quyết những cái vấn đề lớn nhỏ nó phát sinh trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong 2 ngày tới đây thì mọi chuyện sẽ diễn ra vô cùng là trôi chảy, ít gặp cái trở ngại. Vì vậy, quý vị hãy mạnh dạn áp dụng cái ý tưởng của mình, đừng có để cho những cái tháng ngày nó trôi đi một cách độ uổng phí. Thêm nữa, lại được tài tinh nó chiếu mệnh, nó hỗ trợ cho các mối quan hệ trở nên hài hòa, vui vẻ hơn. Tình cảm, đồng nghiệp, đối tác thì cũng đã tốt đẹp hơn. Chúng mang lại cho các bạn nhiều cái niềm vui mỗi ngày. Vì vậy, nếu mà may mắn được làm cùng những người mà không tiết kiệm cái lời khen ấy, thì các bạn sẽ làm việc hết sức là hiệu quả. Hãy tận dụng cái tháng ngày này để hoàn thành thật nhiều cái việc quan trọng trong cái bảng kế hoạch của mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc trong thời gian này thì nói chung ấy cũng khá là thuận lợi. Con giáp này cũng gặt hái được cái lộc lá về cho mình. Cả chính tài và thiên tài nó cũng sẽ xuất hiện. Nó sẽ có nhiều cái điều bất ngờ mà những người tuổi Mùi không thể ngờ tới được. Bản mệnh hoàn toàn có thể chuyển mình đổi vận chỉ sau một đêm. Cái cơ hội kiếm tiền nó xuất hiện trước mắt, liệu các bạn có thể nắm bắt lấy hay không ấy thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái cách hành xử của các bạn. Vậy nên các bạn cứ hãy mạnh dạn, liều lĩnh hơn một chút nữa. Với những ai mà đang chịu khó khai thác cái năng lực của mình, không ngại khó, không ngại khổ thì sẽ sớm được đền đáp xứng đáng mà thôi. Khi mà nhận được những cái thành quả xứng đáng thì các bạn sẽ nhận ra rằng những cái nỗ lực của mình là cái điều hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho các bạn là đừng quá tin tưởng vào các kế hoạch làm giàu nhanh, vì cái việc lấy bản thân ra để so sánh với họ sẽ khiến cho các bạn bị nản chí. Vận may từ trên trời rơi xuống thường là cái bẫy, hoặc có thể ai đó đang che giấu đi những khó khăn mà họ từng trải qua mà thôi. Ngoài ra cũng không nên thật thà để lộ rằng mình đang có tiền, vì có những kẻ xấu tiếp cận với cái mục đích lợi dụng các bạn đấy. Bên cạnh đó, trong 2 ngày cuối tuần này thì con đường tình duyên của những con giáp này có phần là tốt dần lên, đào hoa thì khoe sắc. Những người độc thân nên tận dụng cái cơ hội này để tìm cho mình những cái người tâm đầu ý hợp. Nhưng mà các bạn cũng hãy cẩn trọng trước cái sự cả tin của bản thân và những cái thay đổi nhanh chóng. Tình yêu không chỉ là dùng cảm xúc là được, cần phải dùng cả lý trí để tránh bị tổn thương giữa hai người. Vậy nên trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 2 ngày cuối tuần ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, tuổi Mão là con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần này, do được cái cát tinh nó trợ mệnh, mọi chuyện sẽ trôi qua êm đềm và thanh thản, đúng không? Thời điểm này các bạn được khuyên nên tập trung vào các kế hoạch kiếm tiền, làm giàu của mình, bởi các bạn đang được may mắn nó hậu thuẫn để thực hiện hóa những cái mục tiêu của mình. Bên cạnh đó, gia chủ có nhiều cái cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt. Con giáp này chẳng cần phải cố gắng làm gì nhiều cũng có thể là thành công, tiền bạc thì vô cùng là dồi dào. Những người tuổi Mão được dự đoán là sẽ đạt được những cái bước tiến lớn trên con đường sự nghiệp. Vận khí thì ít họa nhiều phúc, dù theo đuổi ngành nghề nào thì cũng sẽ dễ dàng thăng tiến trong cái ngày hôm nay. Lại đơn được gì, được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó hỗ trợ nữa, vậy nên công việc sẽ tiến triển thuận lợi, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng được thì thu được một cái kết quả nhất định. Thành quả đạt được xứng đáng với cái công sức mà các bạn bỏ ra. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp để ký kết hợp đồng, tiến hành cái giao dịch quan trọng. Tỷ lệ thành công sẽ cao khi mà quý vị đang được trong cái thời kỳ là vượng khí. Những người làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư, xây dựng có thể mạnh dạn triển khai những cái dự án mới, điều thành công được tốt đẹp và rực rỡ hơn. Nhưng quý vị cũng nên nhớ, làm gì cũng cần phải có kế hoạch cụ thể. Thời điểm này thì quý vị nên đặt cái nền móng chắc để chuẩn bị cho những cái thời gian về sau. Quý vị đừng vội vàng tiến hành một cách mù quáng, kẻ lại nhận lấy những cái thất bại. Thì đây cũng là cái thời điểm mà các bạn khá vượng vận quý nhân, thường được hỗ trợ về nhiều mặt. Thông qua đó thì cũng có thể nâng cao cái giá trị của mình khi mà có thêm cái sự hậu thuẫn của quý nhân. Đó. Nếu mà có cơ hội được tham gia vào những cuộc họp, hội thảo hay là công tác ấy, thì các bạn nên nhiệt tình nhận nhiệm vụ, bởi đó sẽ là cái môi trường để các bạn gặp gỡ những cái người giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và được họ chỉ dẫn cho những cái kinh nghiệm quý giá. Những người làm công ăn lương không phải lo lắng về cái chuyện là chi tiêu, nhờ thu nhập nó cũng được đều đặn hơn và ổn định hơn. Những người buôn bán kinh doanh thì may mắn cũng chẳng kém, khi mà việc làm ăn thì ngày càng thuận lợi, doanh thu thì đạt vượt cái sức mong đợi của các bạn. Công việc nó thêm phần suôn sẻ nếu mà các bạn biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải cải thiện và học hỏi thêm nhiều cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng, có được cái sự khôn ngoan và khả năng ứng biến linh hoạt để giải quyết mọi tình huống khó khăn nó có thể xảy ra. Không chỉ công việc mà tài lộc của những người tuổi Mão cũng nhận được cái sự che chở của nguyệt lệnh, nên là cũng được khởi sắc rực rỡ là cái điều đương nhiên. Đây là cái thời điểm mà quý vị có thể gì thu nhập được tăng tiến nhanh chóng và nó đến từ nhiều nguồn, giúp cho tâm trạng của những con giáp này vô cùng là hân hoan. Với những người làm công ăn lương thì các bạn cũng sẽ đạt được nhiều cái thành công trong cái công việc, nhờ thế mà cái mức đãi ngộ cũng được cao hơn. Vào cái thời gian này thì là lúc mà tiền lương, tiền thưởng cũng được gì cải thiện đáng kể. Tài vận tăng tiến cũng không quá bất ngờ đối với những người tuổi Mão. Chỉ cần các bạn tập trung vào làm tốt cái công việc của mình, thù lao nhận về cũng sẽ vô cùng là xứng đáng. Nếu có thời gian rảnh thì hãy giúp đỡ mọi người khác. Các mối quan hệ xã giao nhờ vậy mà cũng được cải thiện trông thấy. Bạn không còn phải đau đầu xử lý những cái rắc rối thị phi không đâu vào đâu nữa. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 2 ngày tới, thứ bảy chủ nhật, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị,
Nói chung trong 2 ngày cuối tuần là một cái thời điểm may mắn đối với những người tuổi Sửu. Vì vậy, các bạn không cần thiết phải suy nghĩ hay là lo lắng quá nhiều. Có thể thấy tại cái thời điểm này thì cái tham vọng của bản mệnh cũng khá là lớn. Các bạn cũng có đủ tự tin để thể hiện và theo đuổi những cái gì mà bản thân mong muốn. Đường công danh sự nghiệp cũng đang trên đà thăng tiến, tiến triển rất là tốt đẹp. Bạn cho thấy khả năng tư duy và cái sáng tạo của mình đã làm là sẽ cho ra đời những cái kết quả đáng ngưỡng mộ. Thêm nữa, lại được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó cho thấy cái sự độc lập nhất định mà các bạn xây dựng được cho mình lúc này ấy, bắt đầu mang lại cái hiệu quả, nhất là những ai mà đang làm trong lĩnh vực liên quan đến cái sự sáng tạo. Thời gian này, những ai mà đang tìm việc, muốn tìm những cái công việc có mức độ tự do cao. Tuy nhiên, trong một số tình huống, bạn cần phải thích nghi hơn là cố tỏ ra mình luôn có thể thay đổi cái tình hình. Thêm nữa, lại được cát tinh nó chiếu mệnh, nó phù trợ. Vậy nên cái nhân duyên của các bạn cũng có phần là hanh thông thuận lợi. Những người đang yêu thì sẽ rất sẵn lòng gắn bó và dựa dẫm vào cái nửa kia nhiều hơn. Không còn ham chơi nữa, các bạn đã cố gắng làm cái điều gì đó để có thể gây bất ngờ cho người thương trong cái thời gian tới. Nhờ thế mà làm mới cái tình cảm bấy lâu nay. Tuy nhiên, một số người cũng đừng hết lòng quá, kẻo các bạn lại dễ rơi vào cái bẫy tình và u mê vướng mắc. Tình cảm thì cũng không đạt được như mong muốn. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì cái tài tinh nó cũng ghé thăm, nó mang lại cái tin vui liên quan đến tài chính mà các bạn đang mong đợi từ lâu. Thu nhập thì cũng đang có cái dấu hiệu đi lên. Các bạn có thể thu được một khoản tiền lời đáng kể từ cái việc đầu tư. Tài lộc thì cũng khá dồi dào. Công việc chính hay là phụ thì đều là cái nguồn thu nhập rủng rỉnh cho con giáp này. Những người làm công ăn lương cũng nhận được những cái gì xứng đáng với cái công sức mà mình bỏ ra. Những người làm nghề tự do hay là kinh doanh ấy, thì cũng phát tài nhờ vào cái duyên của mình, được nhiều đối tác tin tưởng, khách hàng thì yêu thích. Bên cạnh đó, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, trong 2 ngày cuối tuần là cái thời điểm rực rỡ trong cái sự nghiệp đối với những người tuổi Thìn. Hứa hẹn những cái thành tựu rực rỡ khi mà các bạn làm việc vô cùng là hăng say và tập trung. Bản mệnh thì tràn đầy cái năng lượng, còn truyền cái cảm hứng cho cả những cái người bên cạnh nữa. Niềm đam mê và cái sự quyết tâm của con giáp này với công việc hiện tại ấy, chưa bao giờ là bị vụt tắt. Nói chung ấy, trong cái thời gian tới thứ bảy chủ nhật này ấy, thì nó cho thấy đây là cái thời gian đặc biệt may mắn với những người tuổi Thìn. Mọi việc đều trở nên là hết sức là trôi chảy. Mọi tình huống thì đều được kiểm soát, xử lý nhanh gọn, không một chút nào vướng bận. Có được cái điều này chủ yếu phụ thuộc vào cái khả năng ứng biến chuyện nhỏ thành không có của các bạn. Nhờ đó mà các bạn gì tránh được những cái mối bận tâm quá mức cần thiết vào cái việc không đâu vào đâu cả. Thêm nữa, trong thời gian này thì cũng được nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó cho thấy các bạn dễ dàng thỏa hiệp trong các công việc, không có cái rắc rối nào lớn. Tuy nhiên ấy, chính cái thái độ có vẻ xem nhẹ mọi chuyện mà những người tuổi Thìn không được đánh giá cao lắm ở nơi công sở. Cấp trên cho rằng các bạn chỉ cố gắng đủ, không nhiệt tình như họ mong đợi. Thực ra ấy, sâu bên trong lòng những người tuổi Thìn thì luôn có một cái lý tưởng riêng của mình. Có lúc thì nó còn được xem là rất là cao đẹp khi mà các bạn biết nghĩ cho những người khác. Các bạn có ý thức cao trong cái việc xây dựng cái môi trường xung quanh lành mạnh, không cạnh tranh. Thêm nữa, lại được tài tinh nó chiếu mệnh, nó ghé thăm. Nó cho thấy là trong 2 ngày cuối tuần này thì những người tuổi Thìn rủng rỉnh tiền tiêu, tài lộc thì đổ về rất là nhiều, cho dù bản thân không vất vả, không bon chen như trước đây. Chính các bạn cũng không ngờ vì sao bản thân mình lại gặp may mắn đến thế. Nhất là trong những cái việc mà các bạn chưa từng nghĩ tới thì nay cũng được hưởng cái lộc trời ban. Nói chung ấy, trong 2 ngày tới lại được cát tinh nó soi chiếu, nó nâng đỡ, nó giúp cho cái mối quan hệ vợ chồng của những con giáp này trở nên gì hài hòa hơn, ấm áp hơn. Nhất là nữ tuổi Thìn thì được khen ngợi là những người hiền lành, đảm đang. Các bạn luôn có cái thái độ
lạc quan trong cái cuộc sống, và nó cũng sẽ giúp cho con giáp này đấy, được gì truyền cảm hứng mạnh mẽ hơn. Nói chung ấy, trong 2 ngày cuối tuần này thì các bạn đang đứng trước nhiều cái lợi thế không phải lúc nào cũng có được. Đây cũng là cái khoảng thời gian thích hợp để các bạn xây dựng và gắn kết các mối quan hệ công việc xung quanh của mình. Chuyện làm giàu nó cũng diễn ra khá thuận lợi đối với những người tuổi Thìn, và cái thời cơ chủ yếu đến vào những cái ngày 2 ngày cuối tuần này. Đó, những người buôn bán làm ăn nhờ tìm được những cái phương hướng tốt nên là doanh thu cũng sẽ tăng vọt. Con giáp này cũng luôn đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm nên là cũng được khách hàng tin tưởng. Chuyện làm ăn thì cũng thuận buồm xuôi gió. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may cho mình thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn thứ tư. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật, tức là ngày 22 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1 âm lịch. Đó. Và trong 2 ngày cuối tuần, chúng ta sẽ có 4 con giáp may mắn được lộc trời cho giàu sang phú quý, đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Mùi, 2 tuổi Mão, 3 tuổi Sửu, 4 là tuổi Thìn. Đó là 4 con giáp được lộc trời cho giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.